lau dọn và kiểm tra toàn bộ thiết bị máy móc trên xe. Đó là công việc mà anh Trần Đức Sinh thực hiện hàng ngày để chuẩn bị sẵn sàng cho những chuyến xe không đồng khi bà con cần đến. Yêu thương và san sẻ là mong muốn lớn nhất của anh khi thực hiện những chuyến xe không đồng đầy nghĩa tình. Lúc đầu thì giảm chiếc xe đây nói để mà đi trong gia đình, nhưng mà đi mua được một vài bữa chi lì thì lại có ý nghĩ là đi làm từ thiện rồi thôi. Còn mong muốn của tôi là muốn có sức khỏe để làm, để mua một chiếc, tương lai là mua một chiếc xe cho rộng hơn để giúp bà con là đi trên chuyến xe để cho thoải mái. Kể vì chiếc xe này nó hề nhỏ quá, đi nhiều lúc chở bà con nó thấy cũng tội. Trong 3 năm qua, anh Sinh đã hỗ trợ hàng trăm chuyến xe miễn phí cho bệnh nhân nghèo trên địa bàn huyện Vĩnh Linh. Bên cạnh đó, anh còn tham gia hỗ trợ đều đặn công tác an sinh xã hội, giúp đỡ và chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh. Anh Sinh luôn là không quản ngại khó khăn, anh luôn là giúp đỡ bà con để kịp thời là giúp bà con là cấp cứu là kịp thời, hay là vận chuyển cả cái nạn nhân bị tai nạn để đi cấp cứu là kịp thời. Ngoài ra thì cũng là thực hiện cái chuyển xe này thì anh cũng là luôn ủng hộ các cái chương trình mà chữ thập đỏ xã là kêu gọi, như là thùng quỹ cùng em đến trường, rồi là cả hỗ trợ cho các trường hợp là khẩn cấp. Thì anh Sinh cũng là đóng góp đấy, trong cái việc là hỗ trợ cho cả cái công tác từ thiện nhân đạo này. Chuyển xe không đồng không chỉ đơn thuần là chở bệnh nhân nghèo, mà còn là sợi dây kết nối cộng đồng, lan tỏa sự sẻ chia. Mỗi một chuyến xe cấp cứu không đồng của anh Trần Đức Sinh là sự giúp đỡ thiết thực cho những hoàn cảnh còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.